cái gì vậy? Vậy? Trời ơi, xem xe xịn mà hiểu không? Ủa, đụng vô một cái nó chày một cái là không có tiền đền nữa. Ôi, ghê luôn, xe mới luôn. Nhập nguyên con nước ngoài về. Trời ơi, xe ba bánh luôn, để xịn không? Chứ sao? Trời ơi, dạo này lâu lắm rồi mới qua chơi nhỉ? Trời ơi, biết sao không? Dạo này làm việc á, bú gì chút xíu cho nên là không có thời gian. Ôi, lớn như này rồi mà còn bú à? Bú nói gì? Bú. Trời đất ơi, tôi bú gì? English. Là tiếng Anh á hả? Đúng rồi. Yeah. Bú gì á? Bú gì? Thế là trời sao? Ơi, là sao? Bú... Mày nói tôi mới hiểu, tôi không biết tiếng Anh nữa. Bú gì có... bú gì có... Đây. Bú gì... Lâu nhà. Cái múc nước, bú gì. Làm tóc, rồi cái dọn dẹp đó. Tức là kiểu như là làm tùm lum việc các phong, bận rộn. Bú gì? Nói luôn bận rộn cho xong rồi, bú gì? Biết sao không? Làm việc ở nước ngoài á, nó quen rồi. Ôi, ông đi nước ngoài luôn. Nó đi nước ngoài. Làm việc tại Việt Nam. Dạ. Mà quên được tiếng Việt. Bởi theo nói chung mới là nói chuyện á, cho nên là cố gắng á, mình phải cố gắng understand xíu hả? Understand. Understand. Là sao? Trời ơi chị, bây giờ tôi nói chuyện với cái mấy cái người này tôi khổ ghê luôn á. Bây giờ cái chữ tiếng Việt trong đầu tôi nó không có, hiểu không? Ông diễn tả đi xong tôi. Rồi. Bây giờ tập trung nào. Rồi. Morning. Morning. Cái từ này dễ này, tôi hiểu này. Con tôi ở nhà nó hay bấm mà nó học mà cứ morning là buổi sáng, afternoon là buổi chiều. Morning, buổi sáng. Morning. Yeah. I'm at work. Work. Đi. Work and then look. Lúc sáng hả? Lúc sáng. Lúc nào? Ôi, móc mắt luôn. Không có. Lúc. Nhìn. Dạ. Rồi, dễ quá, hiểu rồi. Tôi nói chuyện với anh mà tôi cũng mệt quá. Thôi tôi cố gắng nha. Lúc the pano. À, tức là ông đi ra ngoài biển ông nhìn cano hả? Trời. Pano outfit. Cái đầu lâu xương kéo. Bảng. Đúng rồi, bảng. Bảng gì? Bảng đen này. Không phải, bảng đen là trong lớp học. Cái này ngoài đường, ngoài tiệm mà. Bảng gì? Bảng hiệu. Hiểu. Bây giờ mình bỏ cho bạn lấy chữ thầu. Là hiệu ấy hả? Hiệu. Understand là bỏ hiệu. Bỏ luôn yếu nặng. Bỏ chỗ nặng. Hiệu. Hiệu cái gì? Hiệu tôi dạy bằng tiếng Anh mà phải dạy bằng từ tiếng Việt đâu mà. Nhưng mà bỏ chỗ nặng là chữ hiệu nè. Dạ, hiệu giờ mình thêm dấu vô nè. À, khúc này thêm dấu vô nè. Rồi. Thêm giờ hiệu thêm dấu á. Hiệu phẩy. Trời đất ơi, tự nhiên cái thêm cái dấu phẩy vô chị bà. Hiệu. Móc cái đầu nó. À, là cái gì? Cái dấu. Dấu hỏi. Trời ơi, tôi diễn anh tự nhiên. Tức là hiệu này, thêm dấu hỏi này đúng không? À, đó là hiểu. Understand. À, là từ hiểu. Yeah. Ông nói luôn chứ hiểu cho xong đi. Không có, tôi nói gì cho nó ngắn gọn, xúc tích mà nó dễ. Em trong đầu mình nó có chữ gì mình làm chữ đó nó. Ngắn gọn xúc tích hả? Ừ, đúng rồi. Này, tôi hiểu đấy có một âm thôi. Understand, 4 tiếng. Bây giờ tôi nói này, người dở tiếng Anh. Cái từ hiểu người ta là một âm đúng không? Nhưng mà gặp tôi là người nói tiếng Anh giỏi, tôi chỉ nói một chữ. Stand. Stand. Là người ta stand, hiểu rồi. Người nước ngoài gặp nhau. You stand. Đó, vậy thôi. Ôi, tiếng Anh hay vậy. Mình phải học. Bây giờ tôi nói tôi chơi với bạn bè. Mà cái kiểu bạn này là không có được. Quá dở. Cho nên bây giờ tôi sẽ bổ túc cho bạn một lớp tiếng Anh. Đúng không? Ông dạy tôi một khóa nhé. Một khóa Anh. Rồi, ngồi xuống. Dạ. Yeah. Công nhận luôn á, học trò học rất là nhanh, rất là giỏi, tiến bộ vượt bậc luôn. Yên tâm, understand rồi, sẽ không yêu sai nữa đâu. Wow. đúng là cái trình độ của một cái người mà nội trợ rất là tò mát luôn. Overcan. 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 Can, overcan. Hiểu. Đấy,
quá giỏi luôn. Đó, bây giờ là tôi được bổ túc tiếng Anh một cái là tôi cảm thấy tôi là người nước ngoài vậy đó. Mình nói chuyện đó là sit down. Trời ơi, nhà cửa gì mà đổ cái xô nước không, rồi hai đứa nói cái gì mà nghe nó kỳ kỳ vậy? Chị hai hả? Nãy giờ nói gì vậy? Nói nội dung gì mà nghe không có hiểu gì hết. Tiếng Anh. Em nói tiếng Anh. Chị? Em mới học tiếng Anh. Học đâu? Cho nó sang. Em dạy hả chú? Trời ơi, hai em biết tiếng Anh luôn. Dạ. Dạ. Người dạy nó làm chi? Dạy sang, mình nói tiếng Anh cho nó đúng sang rồi, á. Mỗi giờ mời một cái người hiện đại bây giờ phải nói tiếng Anh. Đúng rồi. Okay, nói tiếng Anh là sang. Dạ. Thiệt luôn. Trời, chị mới biết luôn á. Trời, có điện thoại, đợi xíu. Hết hồn luôn trời. Alo. À, quý. 你是什么? 你是谁? Nói gì? Chị không biết nữa, chị cũng không hiểu, không nói gì luôn. Trời đất ơi, hello. Sao mà đi khá? Cảm khôn khá, cảm khai á. Cái này không có đi á. Lại già, hổ gì là mà xây à? Bốn gì à? Cô lẹo lấy à. Kim khảm mà thủ nè, thấy cái khai à. Hổ lẹo lấy à, già cạch. À dạ rồi, ok, cảm ơn, dạ. Đây chị, đó, thấy chưa? Ôi, cái gì không cần, chỉ cần đưa cho em. Hai hiểu không? Ông nói cái gì? Thì người ta nói gì kệ người ta chứ. Trời, sao em nói em giỏi ngoại ngữ? Ủa thì mắc cười hay quá à, ổng nói gì chuyện của ổng, em nói gì chuyện của em, mấy đứa hiểu nhau là nhưng mà em có biết ổng nói tiếng gì không? Không, ổng nói cái gì mà xì xèo gì đó tùm lum hết á. Người ta nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc cho nên tôi mới hỏi đó là nutrition mơ. Ông tới ông hút cái điện thoại của tôi, vậy mà ông còn nói ông giỏi ngoại ngữ là sao trời. Sao em nói giỏi ngoại ngữ lắm? Thì nó nói em nó giỏi ngoại ngữ mà. Nãy nó nói tiếng Lào, tiếng Cam, tiếng Thái gì tùm lum, tiếng Lào, tiếng Anh. Tự nhiên cái đi vô gì, tự nhiên nì su sờ ma. Em có giỏi ngoại ngữ thiệt không? Chút xíu sao làm gì thấy ghê vậy? Cái gì đâu mà tôi vừa mới bước vô trong nhà là coi như là 3 tiếng tiếng Việt mà tới 5 tiếng tiếng Anh. Thì em nghĩ là mình nói tiếng Anh thì cho nó sang. Cuộc sống bây giờ nó hiện đại mà. Muốn sang chảnh á gì? Đúng rồi. Rồi em cũng muốn sang chảnh theo nó vậy thì luôn em hả? Em nói vậy, em ở nhà suốt em đâu có biết trời đâu. Trời ơi, tầm bậy quá mấy đứa ơi. Đây nè, cái chuyện mà xài tiếng Anh á, chị nói cho nghe, tiếng Anh là tiếng quốc tế nhưng không có nghĩa là lúc nào mình cũng xài tiếng Anh. Và đặc biệt là xài thì phải xài cho trúng. Trời, em nghe lời nó là em bán lúa giống, em bán luôn cái bồ đựng lúa, em có biết không? Nè ha, người ta xài tiếng Anh á, bây giờ là người ta xài rất là nhiều, chị đồng ý. Vì sao? Bởi vì mình phát triển kinh tế, mình có rất là nhiều nhà đầu tư nước ngoài tới đây và người ta phải sử dụng tiếng quốc tế, cho nên là cái việc mà chúng ta làm việc và chúng ta xài tiếng Anh là chuyện bình thường. Và cái dạng thứ hai á, đó là gì? Đó là cái việc mà có những cái từ mà trong tiếng Việt là thực sự là mình dịch không có được. Nhưng mà không phải cái vụ mà understand tiếp gì của em hồi nãy đâu nha. Understand là hiểu thì nói lại hiểu đi. Nhưng có những cái từ chuyên môn, có một số ngành học là không thể nào Việt hóa được, dịch ở tiếng Việt nó không có sát nghĩa. Thì người ta chấp nhận sử dụng tiếng Anh để lồng vô một vài những cái bối cảnh giao tiếp bằng tiếng Việt. Thì chuyện đó nó chấp nhận được. Còn cái này là rõ ràng là những cái từ mà mấy đứa vay mượn, mấy đứa làm cho sang chảnh mà nó lố bịch, hiểu không? Đây là cái tật đó. Cứ nghĩ là mình sang là mình xài tiếng Anh, nhưng mà mình xài sai đối tượng nè, mình xài sai nghĩa nè, rồi mình làm cho mình bị lố lên nè, cái tự nhiên mình kệt cỡm trong mắt người khác. Ví dụ hồi nãy cuộc gọi của chị là tiếng Hoa, thì bây giờ chị phải sử dụng đúng tiếng Hoa, chị nói chuyện với người ta mới ra câu chuyện. Bây giờ chị gặp một bạn người Thái thì bây giờ mình sử dụng tiếng Thái thì nó ra câu chuyện, chứ đâu nhất thiết là lúc nào tiếng Anh cũng mới gọi là giao tiếp quốc tế mới là sang chảnh đâu, hiểu chưa? Biết rồi. Trời, làm dụng à. Nói chung á, là cái việc xài ngoại ngữ á, là nó phải rất là tùy vào nhiều cảnh huống khác nhau. Và cái quan trọng vậy nè, đừng có nghĩ đơn giản đó là mình xài ngoại ngữ cái mình trở nên sang chảnh, hoặc mình trở nên nguy hiểm, hoặc là mình trở nên thông minh. Bởi vì sao? Ngoại ngữ hoặc là ngôn ngữ thì nó cũng chỉ là một cái phương tiện thôi. Và việc mà bạn dùng một cái phương tiện nào đó để bạn sử dụng trong giao tiếp, thực tế thì nó cũng không có đủ để người ta có thể nói rằng là các bạn có thông minh hay không, các bạn có tài giỏi hay không. Còn rất là nhiều thứ khác nữa. Trong khi đó mấy đứa xài hả, nửa nàng nửa mỡ vậy, nhìn vô hả, người ta còn đánh giá mình là có vấn đề nữa đó. Hiểu chưa? Understand rồi. Cái gì? Hiểu rồi.
Vậy đi chó gọn. Trời đất ơi. Tôi bú gì quá. Đi về nha. Cái gì nữa hả? Dạ không có. Em bận em về nha. Trời ơi. Đừng khoe mẽ ngoại ngữ nữa nha các bạn. Đừng khoe mẽ ngoại ngữ nữa nha các bạn. Ủa thôi đi. Ê, bắt cái đầu đó. Mình chị biết nữa chị cũng không hiểu không nói gì luôn. Trời đất ơi, bởi vì nói là em nói chuyện nha. Người ta đang nghe đó. Hello. Ông đi cả. Cặp cặp cũng cả cặp khai á. Lại già. Hổ gì là mà xây à? Quân gì là? Cú lẹo lại à. Kim thảm mà thủ nghe thấy cái khai à. Hổ lẹo lại à. Dạ cặp. À dạ rồi. Ok cảm ơn. Dạ. Đây chị. Đó, thấy chưa?